Dạ, rồi em mến chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em quay trở lại muốn giao lưu với cô chú anh chị một số phôi mai tứ quý với một số cây thành phẩm ha. Em ghép cúc họ Hương với siêu bông Sài Gòn, ghép vô gốc tứ quý ha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho em ha. Số điện thoại em là 0355012347. Số Zalo của em cũng là số đó. Rồi, em vô cây số 1 đầu clip luôn ha cô chú anh chị ơi. Cây số 1 là cây tứ quý, em ghép cúc họ Hương già mùa nha cô chú anh chị. Cốt chân ha. Dạ đúng rồi. Chột ghép nó lớn nha cô chú anh chị. Tết này nữa là mình được 3 mùa ha cô chú. Đó. Cây đến nôm luôn ha cô chú ơi. Rồi, em cho cái. Dạ, đó đẹp luôn ha cô chú anh chị. Dạo quanh là được 32 ha cô chú anh chị. Dạ. Cái hoành đế trên mặt chậu là được 145 ha cô chú anh chị. 145. Dạ. Cây này nằm trong chậu bát giác 8 ha cô chú. Chiều cao là được 1,5 m ha cô chú anh chị. Tán ngang là được 1,5 m luôn ha cô chú anh chị ơi. Cây này hót hăng nó khoảng 17 ha cô chú. Cây này Tết là bao bông luôn ha cô chú. Kẹo nẹo luôn ha. Cúc à? Dạ, cúc ở Hương thì cô chú anh chị mình biết rồi ha. Bông thơm lâu tàn. Bông chùm ha cô chú anh chị. Bộ đế hết biết ha cô chú anh chị. Cái nồi đế trên mặt chậu mà 145 ha cô chú. Đế kẹo nẹo chân ha. Dạ, cái này em giao lưu là giá 15,5 triệu. Em bao ship 300 km chứ ha cô chú anh chị. Xa hơn nữa thì mình thương lượng phí ship ha. Dạ, rồi tiếp theo là mã số 2 ha cô chú anh chị. Cây này là cây tứ quý em ghép qua siêu bông Sài Gòn ha. Già mùa ha cô chú anh chị. Đó. Để hết biết cái cũ à cô chú anh chị ơi. Đó. Nó đặt như khối bê tông luôn ha. Hết biết cây nó năng cây nó lực cây ha cô chú anh chị. Đó. Cái chột ghép đây nè cô chú anh chị ơi. Dữ lắm nó bự rồi ha. Bự hơn ngón tay em luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Cây này Tết chơi bông cũng gực gỡ luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này đế rất đẹp ha cô chú. Đế củ nở ha, củ đặc củ nở luôn ha. Giao quanh là được 40-45 đi ha. Dạ hơn 45 đến 45 đi ha cô chú anh chị. Cái củ đặc ở đây em đo nó là được 79 nha cô chú anh chị. Cái hoành đế trên mặt chậu ha, em đo đây là nó được 127 nha cô chú anh chị. Đế sảo nó là được 18 ha cô chú anh chị ơi. Cây cao nó là được 1,1 m ha cô chú ơi. Cây đang ra cây đọt ha cô chú. Tán ngang là được 1,4 m ha cô chú anh chị. Cây nở lực hết biết. Đế nở. Dạ. Dạ mùa ha. Siêu bông Sài Gòn ghép tứ quý ha cô chú anh chị. Góc đẹp luôn. Rồi cây số 2 này em giao lưu giá 38 triệu ha cô chú anh chị. 38 triệu ha. Dạ. Em vẫn bao ship là 300 km ha. Xa hơn nữa thì mình thương lượng phí ship ha cô chú anh chị. Dạ. Tiếp theo là mã số 3. Cây mai vàng em ghép cúc họ Hương ha cô chú. Chi cành nhạo ha cô chú anh chị. Đó. Đế lực luôn ha cô chú anh chị. Mấy cái cốt cành nó nuôi vú bò hết ha cô chú anh chị. Tay cành nhạo luôn. Đế đẹp luôn ha. Mai vàng ghép cúc họ Hương ha cô chú anh chị. Đế lực ha. Dạ. Cốt cạnh nó hết biết ha cô chú anh chị. Em cho hôm số ha. Giao hoành ngay vị trí này được 37 ha cô chú anh chị. Dạ. Cái củ đây là được 75. Đế sảo nó được 20 ha cô chú anh chị.
chiều cao là được 1m2. Tán ngang nó được 1m3 ha cô chú anh chị ơi. Em đo cái cốt cành ha cô chú. Cốt cành số 1 nó đi ha là được 19 nha cô chú anh chị. Lực ha. Dạ, đế lực không ha cô chú. Cây này nằm trong chậu bát giác 7 ha cô chú anh chị. Rồi, cây số 3 nè em giao lưu giá 15 triệu, em dẫn bao ship 300 km ha cô chú anh chị. Cây đã vô dây chỉnh sửa ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tiếp theo là cây mã số 4 ha cô chú. Dạ, hoành là được 40 ha cô chú anh chị. Dạ, 40 hoành. Cây nằm chậu bát giác 7 ha cô chú ơi. Cây này tứ quý em ghép cúc hoa hương ha. Chiều cao nó là 1m3. Tán ngang nó được là cũng 1m3 luôn ha cô chú anh chị. Cây này em có hình mặt bông hồi Tết ha cô chú anh chị. Bông nó là vàng cực luôn ha cô chú, vàng đậm luôn á ha. Bông chùm không. Cây này dạ. Để chảy đều ha cô chú. Tại mình trồng mình lắp lại ha cô chú anh chị. Rồi, cây này mã số 4 em giao lưu giá 12 triệu ha cô chú anh chị. Dạ. Bao ship 300 km tặng chậu luôn ha. Dạ, tứ quý em ghép cúc hoa hương. Rồi, tiếp theo là cây số 5. Chuyển qua phôi ha cô chú anh chị ơi. Phôi tứ quý nha. Dạ, hoành là 35 ha cô chú anh chị. Dạ. Đế xảo nó là được 28. Chiều cao nó được 65 ha cô chú anh chị. Cây này bầu tới đâu là đế tới đó luôn ha cô chú anh chị ơi. Tổng cái hoành đế nó khoảng 108 ha cô chú anh chị. Mặt nào cũng kẹo nẹo đế chân ha cô chú. Đó, cây lực ha, ba tượng tam tài luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cây phôi mã số 5 em giao lưu giá là 11.200.000. Bao ship toàn quốc. Dọn ha, ship dạ. Luôn. Dạ. Cây này về chơi lên tiền lắm ha cô chú anh chị. Đấy, kẹo nẻo chưa. Rồi, tiếp theo là mã số 6 ha cô chú ơi. Dạ, hoành là được 42 ha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu nó 60, cái hoành đế nó khoảng 180 ha cô chú ơi. Chiều cao là được 80. Đó, cây này có cái quái, có cục bú đó ha cô chú anh chị. Cốt cành khoảng hai mấy trở lên không ha cô chú anh chị. Cốt cành rất lực luôn, cây cũng lực luôn ha. Cây ngoài nhìn khủng lắm ha cô chú anh chị. Dạ. Cây là bầu đất riêng 100% ha. Cô chú anh chị mình yên tâm. Rồi, cây tứ quý mã số 6 em giao lưu giá là 12 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Tiếp theo là mã tứ quý số 7 cô chú ơi. Dạ, hoành nó 41 ha cô chú anh chị. Sổ nôm nó 27. Chiều cao nó 62 ha cô chú ơi. Cái đường kính bầu nó được 75 ha. Dạ, hoành đế nó khoảng là được 201. Đế đó ha, bự hơn cầm tay em luôn ha cô chú. Đó. Bốn tược luôn ha, đại tứ quý luôn ha cô chú. Dạ, mã số 7 em giao lưu giá 9 triệu rưỡi, em bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Dạ, tứ quý hết. Tiếp theo là mã số 8 ha cô chú anh chị. Đó. Cây này mẫu quá hòn ha cô chú ơi. Hoành ngay đây là nó được 49 ha cô chú anh chị. Dạ. Cái sổ nôm nó được 30. Chiều cao nó được 66 ha cô chú anh chị. Hoành đế khoảng 200 ha cô chú ơi. Đế bên nào cũng kẹo nẻo hết trơn ha cô chú. Hết biết cái cục đế. Hết biết ha cô chú. Cây được ha. Mẫu quá hòn ha cô chú. Mẫu này nó hiếm ha.
Rồi, cây, dạ, cây tứ quý mã số 8 em giao lưu giá là 12.800.000. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 9 ha cô chú anh chị. Dâu hoành nó được 42. Sổ nôm là 34. Chiều cao nó được 1m1 ha cô chú anh chị. Tổng hoành đế nó cũng được khoảng 190 ha cô chú ơi. Đấy, biết cái này ha, đế nó lực ha cô chú anh chị. Dạ, yeah, có cốt cành luôn ha cô chú. Mặt nào đế cũng lực hết ha, có đế hết ha cô chú. Dạ, mã số 9 em giao lưu giá 13 triệu luôn ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Quốc cây ha. Dạ. Cây này ở ngoài năng cây lực ha cô chú. Tiếp theo là mã số 10. Dâu hoành là được 44 ha cô chú anh chị. Dạ, cây này đế cũ ha. Cái cũ là nở là được 65 cô chú anh chị ơi. Chiều cao nó được 1m5 ha. Cái đường kính bầu nó được 60 ha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây tứ quý mã số 10 ha. Em giao lưu giá là 4.200.000, em bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Hết biết cái cũ nở ha cô chú ơi. Biết cũ. Tiếp theo là mã số 11 ha cô chú anh chị. Dâu hoành nó được 29 ha cô chú. Đế sở nó được 19 nha. Chiều cao là được 62. Cái đường kính bầu nó 50 ha cô chú, hoành đế khoảng 150 ha. Rồi, cây mã số 11 này em giao lưu giá là 2.700.000, em bao ship toàn quốc luôn ha. Có cố cành về ghép luôn ha cô chú. Đế nôm luôn ha, không chống mặt nào. Rồi, tiếp theo là mã số 12 ha cô chú anh chị. Dâu hoành nó là 30-31 đi ha cô chú anh chị. 31. Dạ. Đế sở nó là được 30. Chiều cao nó được là 86. Cái đường kính bầu nó 70 ha cô chú anh chị. Hoành đế nó khoảng 201 ha. Cây này gắt héo cây ha cô chú anh chị. Cũ nở luôn ha. Cốt cành đều tứ diện luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cây tứ quý mã số 12 em giao lưu giá là 6.900.000. Bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo là mã số 13 ha cô chú ơi. Dâu hoành nó là được 33 ha cô chú anh chị. Dạ. Đường kính bầu là 55. Chiều cao là được 50 ha cô chú anh chị. Cây lực cây ha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 13 em giao lưu giá 2.900.000. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số 14 nha. Cũng là cây cuối clip ha cô chú anh chị ơi. Hoành là được 57 ha cô chú anh chị. Chiều cao là được 53. Cái đường kính bầu nó được 65 ha cô chú anh chị. Hoành đế khoảng 190 nha. Dạ, hết biết cái cũ. Cũ này khoảng 90 ha cô chú anh chị. Đó. Năm tược ngũ phúc luôn ha cô chú anh chị ơi. Gốc ngọn còn nhỏ xíu ha cô chú. Rồi, cây mã cuối cùng mã số 14 em giao lưu giá 12 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi hôm nay em cũng lên được 14 cây ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha. Mình xem ưng ý cây nào có thể gọi trực tiếp số điện thoại em là 0355012447 hoặc mình kết bạn Zalo giúp em ha cô chú anh chị. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị có ngày vui vẻ ạ.